Film Factory xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu một bộ phim tâm lý tuổi teen học đường thuộc loạt phim kinh dị bí ẩn của Thái có tựa đề Nhan sắc. Mời các bạn xem phim. Đây là một ngôi trường dành cho nữ sinh của Thái Lan. Nhưng khác với những trường học thông thường, ở đây coi trọng sắc đẹp hơn trình độ học vấn của các nữ sinh. Hiệu trưởng nhà trường đã thông báo rằng vòng chung kết cuộc thi ngôi sao tỏa sáng hàng năm sẽ sớm được tổ chức. 10 cô gái xinh đẹp nhất trường sẽ được trao giải. Trong đó sẽ có một người được vinh danh là ngôi sao sáng của năm. Tiêu chí duy nhất để các nữ sinh nhận được giải thưởng là sắc đẹp. Người chiến thắng sẽ nhận được một chiếc cúp danh dự và các đặc quyền khác trong suốt thời gian còn lại của năm học. 10 nữ sinh top đầu cũng nhận được những đặc quyền đặc biệt. Kết thúc thông báo là một thông điệp, không có người xấu, chỉ có người lười. Sắc đẹp là tất cả đối với người phụ nữ. Một học sinh mới chuyển đến tên là Nano đang đứng ở sân trường thì một chiếc lá mỏng rơi xuống và để lại một vết sẹo nhỏ trên má của cô ấy. Nhưng Nano không hề tỏ ra lo lắng, như thể cô ấy đã mong đợi điều đó xảy ra. Tuy nhiên với vết sẹo đó trên mặt, Nano khó có thể lọt vào bảng xếp hạng của trường. Người đang giữ vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng được mệnh danh là thập công chúa tên là Jing. Khi cô ấy đi qua hành lang, các nữ sinh khác cố gắng chụp lại một bức ảnh để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Jing. Một lúc sau, Nano bước vào lớp học mới của mình. Sau khi tự giới thiệu bản thân, Nano được cô giáo chỉ định ngồi cạnh Jing, người hoàn thành rất tốt vai trò lớp trưởng của mình. Bởi vì Nano mới chuyển đến nên cô giáo muốn Jing giúp đỡ Nano theo kịp các bạn khác. Jing vui vẻ chào đón cô bạn mới đến ngồi cạnh mình, nhưng không rõ cô ấy có thật lòng muốn làm bạn với Nano hay không. Khách quan mà nói thì Nano không hề kém cạnh Jing về nhan sắc, nhưng điều đó khiến Jing vô cùng khó chịu. Cô ấy tỏ rõ sự mãn nguyện, khuôn mặt dạng người hạnh phúc khi thấy vết sẹo trên mặt Nano. Mặc dù vậy, Jing vẫn tỏ ra thân thiện với người bạn mới của mình. Cô ấy dẫn Nano đến tháp chuông top 10 sau giờ học, nơi đặc quyền dành riêng cho những cô gái lọt vào top 10 người xinh đẹp nhất. Ở đó họ có thể thưởng thức những món ăn ngon, đồ trang điểm đắt tiền và lối sống xa hoa mà những học sinh bình thường không có. Mỗi nữ sinh đều có thứ hạng trong danh sách sắc đẹp của trường. Họ có một ứng dụng hiển thị thứ hạng của tất cả các học sinh. Sắc đẹp của các cô gái được cập nhật theo thời gian thực. Nếu có gì xảy ra với khuôn mặt của ai đó, thứ hạng của họ sẽ tụt xuống ngay lập tức. Vì những người trong top 10 có thể đưa một người bạn vào bên trong tháp chuông, Jing đã mời Nano đi vào bên trong cùng cô ấy. Nano bị cuốn hút bởi sự sang trọng của nơi này. Họ ăn một bữa trưa tuyệt vời trong khi nói chuyện vui vẻ cùng nhau. Nano rất biết ơn Jing vì đã đối xử tốt với cô ấy. Nhưng sự thật Jing không tốt như cô nghĩ. Cô ấy tự hào về những đặc quyền của mình và cho rằng nếu Nano không phải là bạn của cô ấy, Nano sẽ phải ăn với những người bình thường khác ở căng tin của trường. Jing nói chuyện như thể cô ấy là một người rất chân thật. Nhưng thực tế cô ấy có thể bất chấp các thủ đoạn để đứng trong top 10. Sau bữa trưa, Nano lấy ra một thanh sô-cô-la và ăn một cách ngon lành. Trong khi Jing nhìn chằm chằm vào thanh kẹo và rất muốn ăn nhưng lại sợ tăng cân. Biết Jing đang rất thèm, Nano đưa thanh kẹo cho cô ấy. Dù cố gắng kìm chế nhưng cuối cùng Jing cũng không cưỡng lại được sự hấp dẫn của thanh sô-cô-la. Ngay sau khi cô ấy cắn một miếng nhỏ, một cô gái tên là Chompu bước vào và gọi Jing là công chúa. Hóa ra trước đây Chompu là tay sai của Jing trong thời gian dài. Khi Nano chưa chuyển đến, Jing từng đưa Chompu đến tòa tháp với tư cách là bạn của mình. Vì vậy Chompu rất buồn khi thấy hai người đang ăn cùng nhau ở đó. Như để động viên Chompu, Jing đã đưa cho cô ấy một miếng bánh. Nhưng đúng lúc đó thì hai nhân viên bước vào và lạnh lùng kéo Chompu ra ngoài vì cô ấy không thể vào bên trong tòa tháp mà không có bạn trong bảng xếp hạng. Jing cảm thấy thương hại cho khuôn mặt thô kệch và chiếc mũi tẹt của Chompu. Nano đã đọc thấu suy nghĩ của Jing. Mặc dù nhận ra sự kiêu ngạo và dối trá qua lời nói của cô ấy, Nano vẫn giả vờ khen rằng Jing xứng đáng trở thành ngôi sao sáng của năm. Đúng lúc đó thì tiếng chuông điểm cho biết có sự xuất hiện của nữ hoàng, người đứng đầu bảng xếp hạng có mặt bên trong tòa tháp. Ngôi sao sáng của năm đã đến, họ chào đón ghét như một nữ hoàng thực sự khi cô ấy bước xuống cầu thang, một cô gái thông minh, xinh đẹp và thân thiện khiến mọi người ngưỡng mộ. Để tương bốc hình, Nano nhận xét rằng sắc đẹp của Jing cũng chẳng thua kém gì ghét. Do đó cô hoàn toàn xứng đáng trở thành nữ hoàng của năm học này. Nano đã nhen nhóm và thổi bùng ngọn lửa tham vọng trong Jing. Cô ấy tưởng tượng giây phút được chào đón như một nữ hoàng trong khi ghét giận dữ rời đi vì bị xoán ngôi. Sau khi trở về thực tại, Jing tò mò muốn biết thứ hạng của Nano nên đề nghị cô ấy kiểm tra thử. Cô quét khuôn mặt của Nano trên ứng dụng và bất ngờ khi thấy Nano xếp ở vị trí thứ 11. Ngay lập tức sắc mặt của Jing thay đổi. Jing chúc mừng Nano nhưng sự lo lắng và đố kỵ hiện rõ trên khuôn mặt của cô ấy. Sau khi Jing rời đi, Nano nhìn cô ấy với ánh mắt vô cùng tự mãn, đồng thời biết rằng Jing chỉ đang giả vờ làm người tốt, vì vậy cô kết bạn với Jing chỉ để dạy cho cô ta một bài học nhớ đời. Ngày hôm sau là một ngày tồi tệ nhất đối với Jing, bởi cô ấy thức dậy với một nốt mụn lớn ở mũi. Ứng dụng thông báo Jing đã tụt xuống vị trí thứ 11.
Nano đã thay thế vị trí của cô trong danh sách 10 người đẹp hàng đầu. Jin sợ hãi nặn mụn nhưng lại khiến nó tệ hơn. Ở trường, những người từng thần tượng Jin quay sang xì xào chế giễu chiếc mũi đỏ của cô ấy. Kim càng tức giận hơn khi thấy lũ tay sai trước đây của mình đang bao quanh và ca ngợi vẻ đẹp của Nano. Khi cô ấy bước vào, tất cả mọi người đều im lặng. Nano vẫn gọi Jin là thập công chúa. Cô ấy cười trừ và làm ra vẻ không quan tâm đến thứ hạng. Nhưng rõ ràng Jin đang ghen tị khi nhìn thấy Nano đeo chiếc nơ dành riêng cho người cô gái hàng đầu. Một người trong số đó cho rằng Jin nổi mụn là do ăn đồ ngọt. Điều đó khiến cô ấy nhớ lại thanh sô-cô-la mà Nano đã đưa cho cô trước đó và bắt đầu nghi ngờ Nano đã cố tình khiến cô trở nên như vậy. Trong giờ nghỉ trưa, theo thói quen Jin đi lên tháp chuông nhưng lập tức bị các nhân viên ngăn lại. Nano nhanh miệng nói rằng Jin đi cùng cô ấy, sau đó mời Jin đến ăn cùng. Tuy nhiên Jin từ chối và nói dối rằng cô ấy nhớ thức ăn ở căng tin nên sẽ ăn trưa ở đó. Tuy nhiên Jin không thể nuốt nổi miếng thức ăn đầu tiên ở căng tin, nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất. Cô ấy giải kín giấy vệ sinh trên mặt sàn và bệ xí trước khi sử dụng nó và nhanh chóng hét lên sợ hãi khi nhìn thấy con thằn lằn bám trên tường. Jin đang trải qua sự khốn khổ bên ngoài sự xa hoa của tháp chuông. Cô ấy đang tìm kiếm các gói thẩm mỹ trên một tạp chí thì một trong những tay sai cũ của Jin đi đến chỉ để khoe với Jin rằng hiện cô ấy đang đứng ở vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng. Điều đó càng làm cho Jin cảm thấy tồi tệ hơn bao giờ hết. Cô xấu hổ che mặt khóc và bỏ chạy khỏi đó. Danh hiệu ngôi sao sáng của năm luôn ám ảnh Jin sau đó. Cô ấy mơ thấy mình lên nhận giải thưởng, nhưng khi hiệu trưởng đến gần, cô ấy đã hét lên sợ hãi khi nhìn thấy khuôn mặt đầy mụn của Jin. Cô ấy tỉnh dậy thở hổn hển sau cơn ác mộng và nhận thấy thứ hạng của mình đã rớt xuống vị trí thứ 21 trong bảng xếp hạng. Khuôn mặt của Jin xuất hiện thêm 2 nốt mụn nữa. Cô đến trường với một chiếc khẩu trang và nhìn chằm chằm vào tháp chuông đặc quyền trong sự tiếc nuối. Một lúc sau cô ấy lầm lũi rời đi. Jin đến tiệm thuốc để tìm một loại kem điều trị mụn cho mình, nhưng cô gặp Nano ở đó và lập tức bỏ chạy vì cảm thấy xấu hổ với Nano. Jin tình cờ gặp Chunpu ở cửa nhưng cố tình tránh mặt cô ấy. Đúng lúc đó thì Nano đi đến và thì thầm vào tai Chunpu điều gì đó về Jin. 2 ngày sau, Jin thức dậy và vô cùng bất ngờ khi thấy mụn trên khuôn mặt mình đã biến mất. Cô ấy reo lên hạnh phúc khi nhận ra mình đã giành lại vị trí thứ 10. Cô trở nên vui vẻ và thân thiện khác thường khiến mọi người cũng cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ ở Jin. Cô ấy hào hứng rủ một người bạn tên là Entry ngồi cùng xích đu nhưng bị cô ấy từ chối. Entry bảo Jin hãy kiểm tra lại bảng xếp hạng ở thời điểm hiện tại, sau đó giật lại chiếc nơ dành cho 10 cô gái xinh đẹp nhất trên cổ áo của Jin. Hóa ra cô ấy đã tụt xuống vị trí thứ 11. Thêm một lần nữa, Jin trải qua cảm giác ê chề và vô cùng hụt hẫng. Khi hai nhân viên yêu cầu Jin rời khỏi khu vực đặc quyền, Nano xuất hiện và mời cô ấy ngồi xích đu với mình. Tuy nhiên Jin đã có một kế hoạch khác để có được vị trí trong bảng xếp hạng. Jin đã giả vờ đưa xích đu cho Nano, sau đó cố tình đẩy mạnh khiến Nano ngã đập mặt xuống đất làm cho mặt cô ấy tím bầm. Nhờ đó mà Jin được quay trở lại bảng xếp hạng. Sau khi lấy lại chiếc nơ trên cổ Nano, Jin bỏ mặc bạn mình ở lại đó rồi lạnh lùng đi vào bên trong tòa tháp. Trong khi đó Nano nở một nụ cười như thể cô đã lên kế hoạch trước cho việc này. Bên trong tháp chuông top 10, các cô gái không biết Jin đang đắp mặt nạ ở ghế sofa nên vô tư nói xấu cô ấy. Họ chế nhạo Jin vì cô ấy luôn ở vị trí thứ 10 trong suốt khoảng thời gian dài. Nữ hoàng Gate còn cho rằng ghen mẹ của Jin là nguyên nhân khiến cô ấy thất bại thảm hại. Các cô gái hả hê cười đùa trong khi Jin đang nuốt từng lời nói của họ vào lòng. Sau khi cả nhóm rời đi, Jin bật dậy và vô cùng giận dữ. Cô quyết định sẽ trả thù tất cả bọn họ để xoán ngôi nữ hoàng sắc đẹp. Ngay ngày hôm đó, Jin thực hiện kế hoạch của mình. Đầu tiên, Jin tấn công cô gái ở vị trí thứ 6 bằng cách thả một con mèo hoang để nó cào vào mặt cô ấy. Sau đó bỏ cả tổ kiến lửa vào những chiếc khăn mà hai cô gái kia dùng để lau mặt. Thứ hạng trên ứng dụng liên tục thay đổi. Nhưng Jin ngày càng mất kiên nhẫn hơn. Jin đánh thuốc mê khiến cô gái bất tỉnh. Sau đó cắt tóc và cạo chọc lông mày của cô ấy. Chẳng mấy chốc Jin nhảy lên vị trí thứ 4. Jin hạ cô gái ở vị trí thứ 2 và thứ 3 bằng cách cho một loại hoa chất vào đồ uống khiến họ có khuôn mặt đầy lông. Giờ đây người duy nhất cô phải đánh bại là Gate. Jin trộn thuốc nhuộm vĩnh viễn với một loại kem dưỡng da khiến khuôn mặt của Gate trở thành màu xanh lục. Vì thứ hạng liên tục thay đổi nên ứng dụng làm đẹp bắt đầu bị trục trặc. Ngày hôm sau Jin đến trường nhưng không một ai có mặt ở đó. Khung cảnh hoang tàn giống như một bãi rác. Khung cảnh ở tháp chuông top 10 cũng ở trong tình trạng tồi tệ. Jin lặng lẽ bước vào bên trong và gặp Nano đang ở đó. Hóa ra tiêu chuẩn sắc đẹp của trường đã giảm đi đáng kể. Ngay cả với khuôn mặt bầm tím của mình, Nano vẫn đứng ở vị trí thứ 3. Trong khi hai người đang nói chuyện, Gate xuất hiện với một lớp trang điểm để che đi màu xanh trên khuôn mặt của mình. Cô ấy chế giễu Jin và cho rằng Jin không đủ tố chất để trở thành một nữ hoàng sắc đẹp. Bị kích động nên Jin tức giận lao vào tấn công Gate. Hai cô gái lao vào một cuộc chiến khốc liệt khiến khuôn mặt của cả hai đều bị hủy hoại. Gate bị tẩy trang trong khi Jin bị bầm tím vì vết cắn trên khuôn mặt của cô ấy.
Sau khi cố gắng hạ gục Gates, Trinh chạy đến hội trường, nơi công bố người đạt giải ngôi sao sáng của năm. Rất nhiều người chờ đợi khoảnh khắc huy hoàng khi được vinh danh. Tuy nhiên, người thắng cuộc khiến các cô gái vô cùng thất vọng. Ngôi sao sáng của năm thuộc về một cô gái chưa từng được biết đến. Ngay lập tức Linh phản đối, nhưng cô hiệu trưởng gạt đi và cho rằng mọi người cần tin tưởng vào vẻ đẹp của bạn mình. Hóa ra người xinh đẹp nhất không ai khác chính là Trương Pu, người đã có một sức sống và nghị lực vô cùng mạnh mẽ. Cô ấy cảm ơn mọi người bằng giọng nói lắp quen thuộc của mình. 10 cô gái dẫn đầu trước đây nhìn Trương Pu đầy ghen tị, trong khi Nano mỉm cười cho kế hoạch hoàn hảo của mình. Các bạn hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.